Cái này hồi xưa là văn phòng của nước Mỹ nằm ngay kia ơi. À nằm kia này. Sao ơi? Đó nằm ngay chỗ chiếc xe tải đó. Ở sau chiếc xe tải là một tí à. Giờ còn cái nhà đó không? Còn cái nhà. And we used to have a trailer, you know, a trailer, how can you say it, like a house that you can move on wheels, a big trailer you used to have next to it. Tôi nói hồi đó ông ở nước Mỹ ở trong cái nhà bị di động á, trong nhà di động mà nhà đó có thể di động tại vì là cố gắng đâu cũng có tiền ở đường này học cũng vậy đó. À đây rồi, nhà di động nó hai chỗ thì trong cái xe rồi. And do they remember when I was here? So there was a guy who was major district chief, military commander. His name was Dong. He was a major. Yeah, and he was killed. Great man. Chứ ông lùng lùng này, chứ ông cần cao. Có ông đồng á là chứ ông cao dạ chứ. Yeah, Mr. Nhi is a short. Yeah, very small, yeah. Ông lùng lùng rồi. Exactly. Hồi đó anh làm ở đâu? Hồi đó đi lính kia khu nè. He is from Chile, like kid. Oh, really? Oh. We were together. Show him with the paper. You have the paper. That may be 67, 68. Yeah. You have that paper? Oh, in the car? Yeah. Man, they would like to.